sướng. Sao hôm nay đi thấy ca hát vậy? Hôm nay yêu đời dữ vậy? Chứ sao? Wow, hôm nay Sương mặc đồ hơi bị đẹp luôn á nha. Ủa chứ đó giờ không đẹp hay sao? Giờ mới khen. Không phải, ở đó giờ cũng đẹp. Mà hôm nay là đẹp rặn người luôn. Tôi luôn luôn đẹp nha. Sao Sương không vô nhà đi? Tất nhiên là phải vô rồi. Tránh, tránh ra Tùng bấm nha. Cái gì kỳ vậy? Tùng cũng đâu có biết làm sao đâu. Rồi 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 rồi. Kỳ vậy. Gọi gọi gọi. Gọi gọi vợ chồng anh Thành chị Thi trước. Thuê bao quý khách vừa gọi. Được hả? Không được. À đúng rồi, từ lúc cái nhà này xuất hiện dì Tám vô á là hả, buổi tối không bao giờ khóa cửa, dì Tám lúc nào cũng ở dưới nhà hết trơn á. Gọi dì Tám đi. Để tôi gọi Tám cho. Trời ơi là trời chết rồi, mấy giờ rồi? Thôi trễ giờ của tôi rồi. Không ai bắt máy hết á. Không biết còn vợ chồng Tương Ưng, tôi gọi cho Lương Nhà với Khánh. Ông gọi Tương Ưng đi. Trời ơi chết tôi rồi, tôi khổ lắm rồi, tôi còn bán chanh của tôi rồi tôi bán cũng không được nữa. Tôi bình tĩnh đi Sương, đừng có rối nữa, để tôi suy nghĩ cách. Rồi hoài còn không được. Chờ tôi xíu. Sương ơi, Sương. Thấy cái cửa sổ quen không? Quen quen. Tùng nhớ không lầm á, hình như cái cửa sổ này á là cái cửa sổ của nhà kho. Khi mình đi vô nhà, nó có cái nhà kho. Ừ. Chắc chắn cái chỗ này vô nhà được. Ý Tùng nói là tụi mình leo vô cái nhà kho này rồi xong rồi đi thẳng lên phòng của Sương rồi lấy đồ đúng không? Thì đó, để Sương không có phải lo lắng nữa, không có buồn nữa. Hay quá, rồi. Hay quá Tùng ơi. Ê, 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 ê. Sương làm gì vậy? Leo vô, đi vô chứ. Trời đất ơi, Sương là con gái mà Sương đùng cái Sương mặc váy nữa sao mà leo được. Trời có sao đâu, mấy này không có vấn đề gì đâu. Trời, Sương là con gái, mấy cái chuyện nặng nhọc vậy để đó cho Tùng. Đúng đó. Có Tùng ở đây không để Tùng làm cho. Nhưng mà thấy cái này nó hơi cao á, Tùng thấp quá khó lắm, để cho Sương cao hơn Tùng mà. Sương đừng có cãi Tùng, mấy cái này sao Sương làm được, lỡ Sương leo lên có chuyện gì rồi sao, lúc đó tôi hối hận cả đời luôn. Ông này nói gì đâu không à, bậy bạ sức à. Để Tùng leo cho. Nè, nè cẩn thận thôi nha. Ê, cẩn thận nha. Được, tôi đỡ cái mông được không? Nó giả bộ. Được rồi. Ba cái này, trời, Tùng nói cho Sương nghe, 1 phút 30 giây không có gì làm khó được khi mà trái tim ta đã hướng đến. Từ từ nha Tùng. Sương. Mở cửa được rồi, hay quá. Từ từ nha. Để coi có cái chỗ mà vừa không để leo xuống nè, nó dướng đồ Tùng. Sương vô dịnh cái chân của Tùng nha. Rồi có chuyện gì đừng có sợ nha. Sương dịnh rồi nè. Dịnh thôi chứ đừng kéo xuống là nó tuột nè. Rồi. Bây giờ đấy. Nó hơi nhỏ sao mà leo vô được ta. Ê, Tùng. Hả? Hình như có cái gì là sau lưng của Sương nè. Từ coi từ đi, để Tùng leo vô xong đã. Coi giùm Sương con, lẹ đi, ghê quá. Ê, đừng có kéo. Đau. Sao đây hả? Sao đây? Con gì nó bò vô. Con dán chút xíu chứ có gì đâu Sương. Chút xíu vậy hả? Sương có sao không? Sương! Tùng không ngờ cũng có ngày
Tùng được ôm Sương vào vòng tay của Tùng, nhưng mà lại vào hoàn cảnh này. Kệ, có còn hơn không. Sương, Sương tỉnh à. Sương, Tùng nè. Sao lợi dụng tôi hả ông này? Ông bị ai ông dám lợi dụng hả? Trời ơi, trời ơi. Tôi muốn leo vô nhà, tôi mở cửa cho Sương, Sương nắm tôi té xuống đất. Cái chân tôi bị bong gân luôn mà bây giờ Sương còn đánh tôi nữa. Vừa lắm, đáng lắm. Những cái hạng người mà chỉ biết lợi dụng người khác là bị vậy là đúng rồi á. Tôi không ngờ người Sương vô tình vậy luôn á. Thôi được rồi, lỗi của tôi được chưa? Mai mốt tôi không làm gì nữa đâu. Mốt tôi không giúp Sương gì nữa hết trơn á. Biết vậy á, hồi nãy Sương xỉu, tôi không có thèm lò cò một chân rồi ẩm Sương vô đây đâu. Bùng ba! Ẩm con ta vô đây để lợi dụng hay sao? Đồ xấu xa. Sương vừa phải đâu nha. Sương có biết cái chân tôi đau lắm không? Chơi gì kỳ vậy? Nghĩ thử coi. Đó, bây giờ nhìn lại người mình coi có bị xây xát không? Có bị chỗ nào không? Trong khi tôi vậy nè. Tôi biết vậy hồi nãy tôi để Sương nằm ở ngoài đó luôn đi. Coi tối đó, Sương nó xuống. Có Sương này với Sương kia, Sương nào giật Sương nào. Cho Sương lạnh thấu Sương luôn. Rồi tới sáng ung thư Sương luôn. Tùng ơi. Thôi đi, buông tôi ra đi. Tôi xin lỗi nha. Thôi đừng có giận, tại vì nãy tôi tỉnh dậy tôi thấy ông ôm tôi, cho nên tôi tưởng ông lợi dụng. Chứ thật ra tôi, giờ tôi biết là ông muốn tốt cho tôi rồi. Vì tôi ôm Sương là tại vì tối Sương xuống tôi sợ Sương lạnh thôi. Chứ đâu phải là tôi cứng. Sao vô thơm hiểu gì á. Tôi chỉ mua hiểu đó. Tôi lo cho Sương thôi á. Chứ tôi không có cái ý gì ngoài cái đó đâu. Thì tôi biết rồi, tôi xin lỗi. Mốt tôi không có cáu gắt với Tùng vậy nữa được không? Trong cái nhà này á, chỉ có Tùng mới là tốt với Sương thôi à. Bây giờ mới thấy chuyện đó hả? Ừ. Đặt tay lên vai lại đi. Sương. Hả? Bộ trong lòng Sương không có Tùng trong đó xíu nào hả? Có. Thì không? Thiệt. Một chút. Chút xíu à. Kệ, okay, Tùng cũng đâu có bự đâu, cần chiếm chỗ nhiều. Xíu vậy thôi. Cảm ơn Sương. Trời ơi, cái ông này nhân nít vậy á. Ê, thấy nha, có than rồi nha. Chết nó bả luôn. Còn lại dùng được nữa hả? Thật sự tôi mình quá đi à. Trong cái nhà này thì không có gì làm tôi vui được nữa hết á. Nè, tôi hỏi hai chồng anh chị đi đâu, tới bây giờ mới về. Rồi hai bắt buộc tại sao lại đổi hả? Gì? Ủa? Ai ra bắt quật đâu? Đổi gì? Không phải hai chồng anh chị với ai. Bây giờ tôi không có được vô nhà. Tôi không biết bắt quật vô nhà. Từ nãy giờ tôi tìm cách để tôi lên cái phòng tôi lấy đồ. Vì tôi trễ giờ rồi. Nhà vô không được? Ừ. Kỳ lạ vậy? Thử chồng. Không có được. Cái số đó là không được rồi. Sao vậy chồng? Sao kỳ vậy? Không vô được. Kỳ gì? Vậy bây giờ là ai? Nghe nè, có khi nào dì Tám đổi bếp quật không? Ừ. Trời, mẹ tôi dưới quê sao đổi được. Với lại mẹ tôi đâu có rành mấy cái này. Không phải vợ chồng anh chị mà gọi vợ chồng thành thi cũng không được. Vậy chỉ còn Khánh với Lưng Nhã. Tôi gọi thì đổ chua mà không có bắt máy. Kỳ vậy. Rồi sao vô nhà? Để tối nay ngủ ngoài. Alo. Dạ dạ dạ. Anh nói vậy kìa. Vô nhà rồi, vô cổng rồi. Dạ dạ. Có cái gì nó chán đường em. Dạ dạ. Dạ em ai vậy? Dạ dạ dạ. Sao? Dạ em hiểu rồi, em sắp vô rồi, cái gì em gửi cho các bạn Thảo nha. Dạ dạ. Em đang làm cái gì đâu? Dạ nè nè. Đó, bình thường thôi. Dạ dạ. Khánh. Ủa.
Ủa Sương, Tùng với mọi người, sao tối rồi mọi người không đi vô nghỉ ngơi đi, tự nhiên ra đây tầm 5 tầm 7 rồi nói chuyện tám chuyện nhiều chuyện vậy? Không có ai rảnh mà tầm 5 tầm 7 gì hết trơn hết trọi á. Cái quan trọng là mọi người không vô được vì có người thay đổi bách quật, mà tôi nghi người đó là ông vì ông là người vô được. Tại sao vậy? Tại sao ông lại đổi bách quật làm cái gì? Mọi người hiểu lầm tôi rồi. Lúc mà xế chiều á, tôi có đi ra ngoài tôi đi chơi á với mọi người. Rồi xong tôi thấy cái ổ khóa này nè. Rồi xong nó tuột pin, rồi xong nó reset lại. Rồi xong tôi muốn giữ lại cái password cũ. Nhưng mà tôi thấy cái password cũ của nó phong thủy của nó không có được tốt cho lắm, cho nên tôi muốn đổi lại một cái password khác cho nó có phong thủy nó đẹp đẽ hơn, hiểu không? Nè. Cái password người ta đang là 246 246, không đẹp chỗ nào. Không có, tôi thấy là nó không đẹp là đúng rồi. 246 246 là rất là xấu, hiểu không? Cho nên tôi đổi lại là 357 357 cho nó nổi lên, hiểu không? Trời ơi, bây giờ nè, tôi hỏi ông đổi xong rồi đó, một mình ông biết hả? Cái gì một mình không biết? Trời ơi, tôi là một người có là rất là có trách nhiệm. Tôi đã gửi tin nhắn thông báo cho mọi người tôi đã đòi password rồi, mọi người không nhận được tin nhắn ấy sao? Không. Đọc được không ai đây hết á. Trời đất ơi, tôi đưa bằng chứng cho mọi người coi. Tin nhắn gửi rành như vậy, tôi đã forward qua từng người luôn mà không chịu biết. Nè, coi. Đó, gửi hết rồi. Đọc giùm tôi đi. Chữ màu đỏ nè. Chưa gửi được. Quên nữa. Ngày hôm qua ứng 2.000 tiền mà tôi tưởng là đinh là sẽ nhắn tin cho mọi người được, ai ngờ nó không qua. Bực bội với sợ. À, có người gọi. Alo, dạ em mở cửa em vô. Dạ được rồi. Dạ. Chúng mình nói chuyện với anh sao nha. Rồi. Trời, thích tôi điên quá. Khanh. Thôi dễ điên nghe chưa. Thôi. Kệ ông đi. Bây giờ cái chân tôi đau quá rồi, làm ơn đỡ tôi vô nhà trườn đá được không? Chịu hết nổi luôn rồi đó. Trời, bực mình quá. Mấy người này. Đi. Sống nghe mà coi được á. Nhanh lên. À, trễ giờ rồi nè. Đỡ tôi. Xin chịu khó đỡ tôi nha. Nè, nặng quá. Như nãy tôi đỡ xưa cũng cực vậy á. Kể từ ngày hôm nay, tôi là Khánh với Sương không có bất cứ một mối quan hệ nào hết. Thô lỗ, cọc cằn, rồi nói này nói nọ người ta. Cô mắc nết, cô trách nết, rồi cái gì quên rồi. Còn có cái mê ăn, mê ngủ nữa đó. Đúng rồi, mê ăn, mê ngủ. Con chào tạm.